Rồi, xin chào các bạn. Tại mình đang có mặt tại Expo Sài Gòn. Thì hôm nay thêm một chiếc Exeter 155 đến lên cổ inox 304. Đây, full luôn. Chỉ việc plug and play, và cái cổ này đã được cắt ngắn một khoảng 2 phân để lắp cái lon của GB2. Ê, BR2. Thì khi mình cắt ngắn thì cái bát nó sẽ ngay đây, thì nó sẽ đẹp cái lon hơn. Lúc nãy chưa cắt thì nó nằm tuốt ở đây luôn. Đây, lắp vào nghe rất là hay. Đây, hiện tại đã được tháo dàn áo ra. Thì như những cái clip trước mình có nói là các bạn khi mà các bạn về nhà tự lắp bô, các bạn có thể tháo ba cái chốt ở đây nè, bước mạnh ra. Và ở đây các bạn đẩy lên một cái, đẩy lên để cái bát nó ra đây thì mình lấy ra dễ dàng hơn. Nếu mà các bạn không để ý, các bạn nắm ra luôn thì nó sẽ gãy cái bát. Đấy. Và tháo cái dây xi nhan ra là xong, và lắp cái cổ vào thôi. Lắp cổ thì phải tháo luôn cái gác chân. Thì đây Exeter 155 của anh khách lên số món đồ chơi như là mão nè. Mão được dành riêng cho Exeter 155. Rồi baga titan á, màu titanium khá là đẹp. Đây cận cảnh nguyên set cổ có bầu hơi tổ ong, thì cái bầu này nó giúp cho các bạn không bị backfire khi mà mình thòng ra. Nếu mà không có cái bầu này, khi mà mình thòng ra nó sẽ bị nổ lập bụp nữa. Thì lại mình đi tua cao nó sẽ giữ hơi phần nào. Ở đây bô BR2 đẹp. Thì nó có cái tiêu ngoài nữa, chút nữa mình sẽ bật lên cho bạn nghe âm thanh trước và sau khi lắp tiêu ha. Tiêu ngoài này phù hợp đi trong thành phố nè. Đây nó có cái ốc ở đây thì mình lắp vào luôn rất là dễ. Rồi bây giờ mình bật lên thử cho các bạn nghe âm thanh bô đi với cổ inox 304 ha. Thế này tiêu ngoài đi kèm với bô. Còn nếu các bạn thích, các bạn có thể đi lắp cái tiêu trong. Shop có cái tiêu trong khoảng 200 mấy thì mình thả vào thôi. Thả vào trong đây. Thì nó phần nào nó sẽ âm thanh nó sẽ khác với lại cái để mình để tiêu ngoài như thế này. Thì âm thanh nó cũng vững, mang lại cái âm thanh lực và nó sẽ nhỏ hơn khoảng 30-40%. Và bạn muốn êm nữa thì lắp thêm luôn cái tiêu ngoài như thế này cũng là ok. Rồi. Tổng thể, và chút nữa đây sẽ lắp dàn áo vào cho anh khách. Rồi chi tiết về cổ bô, lon bô và các món phụ kiện dành cho Exeter 155, bạn có thể lên shopbosaigon.vn, shopbosaigon để xem thêm nhé. Rồi xin cảm ơn và chào các bạn.